đi em phải cả lời. Sư huynh à, đéo có đồ nét đỡ. Đéo hiểu luôn nhà thơ Trần Đăng Khoa. Một chấm là say đắm, hai chấm là đắm say, ba chấm là ngất ngây, bốn chấm là lé luôn. Không nè nè điệt mà mình nếu mà đọc không này nhạc tích tóc nè. Sư huynh à, có đồ nét đỡ. Nè đọc là phải đọc như vậy nè. Ngày thứ ba bô cao lãnh cách ly versus FB mặt cười. Nè nhìn em nè, mình đọc phải cho đúng anh em hiểu không? Mình phải bắt chen, chen đó là cũ rồi nè, vô. Một chấm là say đắm, hai chấm là đắm say, ba chấm là ngất ngây, bốn chấm là mất phay. Đấy, nó phải như thế anh em hiểu không? Nó phải như thế, mình đọc nó phải giống một chút xíu chứ, bây giờ bốn chấm là lé luôn là nó bình thường rồi. Có đồ nét đỡ. Cảm ơn Kha dễ thương nhé. Hello ơn anh Bo BD. Anh Bo thật là dễ thương và đẹp trai quá giả. Anh Bo thật là kêu em thích anh Bo quá ẹ. Ủa gì má? Gì vậy? Đứng lồn hả? Đi chó. Trời đất ơi mẹ ơi. Sao vậy má? Trời ơi donate không thể coi kiểu là để cái sư huynh à. Có đồ nét đỡ. Đô nét gọi đô nét được thì chọc để anh vậy thôi đi. Chứ người mà sinh ra đã đẹp dai cao to thì có để dâu hay làm gì vẫn đẹp mà đúng không anh? Cảm ơn em. Anh lúc nào cũng là hoàn hảo nhất trong mắt em anh Bo ạ. Dấu bé ba. Địt con mày nè em thấy không? Em thấy không? Cái trái tim này nhá. Cái trái tim này nè. Em nhìn nè. Nè. Từ Đu mà mày hát là anh unfollow mày liền nha mặt cười. Tôi giựt cúc ao làng anh donate 10 triệu nhé mặt cười. Đây nè. Tối nay độ má mẹ em xin tuyên bố là vô địch ao làng. Tối nay mà không vô địch ao làng á, đội hình FIFA của em bây giờ là 200 tỷ rồi đúng không? Em điệt mẹ mà em thả cái đội hình FIFA của em sư huynh à, luôn, có đồ nét đỡ. Hợp lý chưa anh em, hợp lý không? Game hôm qua hay, lối chơi cuốn à, chiến thuật nha. Với kỹ năng đúng cũng rồi, khá game, là ok. Game đó nhưng quan trọng kỹ năng vẫn là người à. Chơi và stream cho anh em coi. Cảm ơn em, game đó thiên về cứ kỹ năng là nhiều anh lắm. Stream thì cái gì cũng vui và cuốn hết anh nè. À điệt mẹ anh stream cái gì không em phải lo chứ, phải game gì em cũng xem được anh nhí mà. Sư huynh à, có đồ nét đỡ. Một người đàn ông tuyệt vời. Một người đàn ông vô cùng đẹp trai. Ông trời còn tặng anh chất giọng nói đáng yêu dễ thương. Anh quả thật là một người được mọi người yêu. Ui, cảm ơn em đó nhé. Chỉ có là anh Bo đáng yêu của em thôi. Wow. Tối giải ao làng anh thua từ vòng loại nha. Biết cái tụi mày chết mẹ tụi mày hết. Tao đít tụi mày hết. Nè, nghe là mấy thằng lồn. Đồ má tụi mày. Nghe nè. Yo. Hey. Bài hát này xin gửi mấy thằng donate. Con mẹ tụi mày. Nghe này. Bút sổ hèn sớm. Tao đẹp trai như vậy mà tụi mày bảo tao BD là sao vậy tụi mày? Tao đẹp trai như vậy tụi mày bảo tao BD là sao vậy tụi mày? Đủ má tụi mày. Tao đẹp trai bãi lộn tụi mày bảo tao BD. Mấy thằng lộn mắc dạy. Con mẹ tụi mày. Vô. Hết rồi, đủ má mày chưa có tiền viết lời thêm, viết nhiêu đó thôi. Tắt. Ôi, tắt. À biết rồi. Nè, mà, đẹp đẽ. Men đúng không? Men mà. Hai ca tư hả? Đó. Hai ca tư. Mới ra tù. Anh Bo ơi, sao mọi người nói anh mới ra tù vậy? Đủ má mày buồn không? Đó mấy thằng mà gọi là mấy thằng ủng hộ stream tao đó. Ừ. Nó tốt lắm. Trời ơi mẹ ơi mấy thằng ủng hộ stream tao nó thương con lắm. Trời ơi nó thương con không khác gì gọi là anh em một nhà hết trơn mẹ ơi. Trời đất ơi. Bây giờ nó gặp ai nó đồn đủ má mẹ đồn tháng 1 tỷ 2 xong nó đồn con mới ở tù ra. Sư huynh à. Có đồ đẹp đỡ. Nó thương con lắm mẹ. Mấy này nó thương con lắm. Tối nay anh cố đồn vào giải vô tịch ao làng nha anh Bo đẹp trai. Uầy, cảm ơn em rất nhiều nha. Trong cảm ơn đời em. Này anh Bo có cái giọng nói thật là ngọt ngào nhất.
Mày xấu lồn thế ghê. Đủ má mày hỏi hết mấy thằng kênh chat coi giọng nói tao ngọt ngào không. Nó chua còn hơn là đủ con đĩ mẹ em cất dôi nữa mày la giọng nói tao ngọt ngào. Mày nịnh đủ má mày cũng xấu lồn nha. Thương bản thân mình một xíu đi. Đủ má mày bớt xấu lồn đi đĩ chó. Mày xấu lồn quá. Sư Huỳnh à, ai có đồ đét đỡ. Ai dạy mày xấu lồn vậy? Tối bô vô địch ao làng donate 100k. Nè, Việt Nam nói là làm nha. Việt Nam nói là làm nha. Việt Nam nói mà không làm là lấy cái lỗ tai của anh luôn á. Cảm ơn anh nha. Sư Huỳnh à, có đồ đét đỡ. Môi như cá la háng cái lùng. Cái môi a bồ như cá la háng về. Lầu má mày, tao bắt cá la háng lên nha. Cá la háng. Cá la háng đúng không? Đủ. Nè. Xin chào. Đủ má mày nè. Mày so sánh cho tao. Mày so sánh cho tao nó giống ở cái điểm nào? Nó giống cái điểm nào? Mày nhìn nè, nói chứ không phải chọc cái gì. Mày nhìn cái môi dưới nè. Có phải đủ má mày cái môi dưới này nó giống thằng Nhiễm không? Môi dưới giống Nhiễm môi trên nè, kiểu vậy nè. Đúng không? Nó giống thằng Nhiễm vãi cà lồn ra. Tự nhiên mày bảo giống tao, tao giống cá la hán nào mày? Đủ má nói mất quan điểm luôn. Téo hiểu nè, mày nhìn giống thằng Nhiễm không? Nhìn giống thằng Nhiễm không? Nè. Nó nè, góc nghiêng nè, thấy chưa? Nó để tụi mày coi, gọi là coi đối diện á, tụi mày không có tin nè, tụi mày nhìn góc nghiêng nè, giống không? Đù má không la giống tao giờ. Đù mà coi hôm nay con mẹ xéo sắc kìa. Muốn giã dồ cái mõ lồn ghê hông mặt cười, mà đù má giống ca lau háng thiệt em à mặt cười. Ủa gài có ai nói có duyên chưa má? Trời đất ơi, nãy giờ đủ má tài lanh thế ghê, má donate, má gọi là má nịnh các thứ, má gọi má khen đẹp trai, má la là đủ, má hôm qua má cũng quan tâm nữa, hôm qua má quan tâm má la đi khám cái bao tử đi coi chừng. Không đủ má hôm nay lạc lộng là sao mà đi cho. Sư Huỳnh à, có donate đỡ. Nướng lồn thế ghê. Xong, nè, đủ má mày, mấy thằng lồn, đúng không? Tao mới mất Facebook là hôm nay là được ngày thứ tư rồi đúng không? Mới có mấy ngày không vào group mà đủ má mà anh em vô coi cái group nè. Coi cái group nó cay không? Coi cái group địt con mẹ mà nó cay vãi cà lồn thật nè. Anh em xem nè, anh em xem với em nè, chịu nổi mấy thằng lồn thì không? Mới có mấy ngày thôi, đủ má mà mấy thằng mặt lồn. Mấy thằng mặt lồn nha, tụi mày đợi nha. Tụi mày đợi đấy, địt con mẹ mày khi nào mà Facebook của tao mà mở lại là tụi mày nè, giống như clip này nè. Cái địt mà mày cay vãi cả lồn. Ôi, từ từ mình xem từ nhá. Đâu nó đủ má mày đẹp trai như vậy, nó cứ ghép vô anh ba bô điệp mày, ví dụ mày ghi là anh bô ru xì hay là anh bô eo vì đi, mà ghi đủ má mày anh bô hoa hoa. Sư Huỳnh à, đéo có hiểu luôn đỡ. Đéo hiểu luôn, địt con mẹ mày biết bao nhiêu cái mặt đẹp mày ghép cái mặt này vô được khác gì mặt lồn không? Sư Huỳnh à, có đồ đét đỡ. Mới có mấy ngày. Nè. Hello anh bộ, chúc anh stream mày vui vẻ. Hôm qua anh đá bay quá mặt cười. Cảm ơn em rất nhiều nha, cảm ơn em. Địt con mẹ mà đéo hiểu sao nó ghép tao ỉa. Đủ má mày nhìn khác đéo gì cái Sư mẫu không à, có đồ đét đỡ. Thằng lồn nào nhìn cái cầu tiêu địt mẹ mày, tao nhìn giống cái bàn thờ vái cà lồn luôn. Mày gửa, mày à, cảm ơn gì nha. Mày lựa đủ má mày. Sư Huỳnh à, có đồ đét đỡ. Cảm ơn em nha. Anh bô stream vui vẻ anh nhá. Cảm ơn em nhá. Mày lựa đủ má mày cái cầu cá nè. Mày gọi là lựa cầu cá đúng không? Đủ má mày ghép á thì mày phải ghép đủ mẹ mày vô cái này thì nó mới dùng đúng là cái cầu cá cha ở dưới miền Tây. À, nó có đồ đét đỡ. Nó, mày địt mà mày phải ghép như vậy nó mới giống. Anh bô ghép thì phải ghép vô cái cầu tiêu vậy nè, cái cầu ỉa vậy mới đúng là cái cầu ỉa miền Tây nè. Đủ má mày còn ghép như vậy khác gì là đủ má trên bàn thờ không? Nè, có mái che các thứ nữa khác gì là cái bàn thờ đâu. Vãi cà lồn thật. Ghép được phải ghép ấy chứ. Gì đây? Năm con gì? Mà hai Sư Huỳnh à, có đồ đét đỡ. Cảm ơn H2O nha, cảm ơn em. Anh bô sinh năm con gì giả? Tao sinh năm con cạc. Trời đất ơi, đủ má mày có ai như mày không bô? Tuổi con cặc là tuổi con gì đây? Địt mẹ mày gãy âm đập lưng âm luôn. Thằng bồn bô này nó giết nó khùng dữ lắm rồi. Khùng thằng này đủ má mày khùng. Đéo hiểu cái con cặc gì đây. Đủ má mày thằng lồn rồi vậy. Sư Huỳnh à, có đồ đét đỡ. Địt con mẹ mày cái thằng lồn làm bài đây. Cải lương cho yêu đời AI. Cảm ơn gì nha, cảm ơn em. Cái địt mẹ mày thằng lồn là gáp tao vô
bô siêu phẩm địt có mẹ mày. Sư Huỳnh à, gì đấy? Có đồ nét đỡ. Đéo hiểu luôn. Lần đầu đâu nét cho anh, chúc anh sờ chim vui vẻ. Cảm ơn Đỗ Thanh Long nha, đủ má mới có mấy ngày không vô group thôi mà đủ mấy cái group kìa. Cái dồn gì nữa đây? 1 chấm là say đắm, 2 chấm là đắm say, 3 chấm là ngất ngay, 4 chấm là mốc say. Ăn nhiều mà cô liều thì ăn ít, muốn thành công thì... Sư Huỳnh à, có đồ nét đỡ. Thằng lồn nào ghép bài nhạc này vậy? Cái thằng anh lồn nào? Sinh năm con cặc sờ chim vui rẻ. Cảm ơn em nha, thằng lồn nào ghép cái bài nhạc này. Điệt con mẹ mày, cái thằng lồn hoài nhân này mày đủ má mày thiếu. Sư Huỳnh à, có đồ nét đỡ. Cảm ơn Di nha, đủ má mày thiếu lồn. Thiếu lồn gì nhạc mày ghép nhạc vãi cà lồn thế. Điệt con mẹ mày chọn quá nhạc cây vãi cà lồn thật. Nghe lại coi. 1 chấm là say đắm, 2 chấm là đắm say, 3 chấm là ngất ngay, 4 chấm là mốc phay. Mua kẹo ngọt cho anh rồi, khi nào anh sẽ cái mùi của anh. Hùa, đồ má mà đéo còn từ nào để diễn tả, có cặc gì nữa đây. Sư Huỳnh à, có đồ nét đỡ. Còn gì để hách không vô bé tí. Cái lồn má. Cảm ơn Đăng Cà Mau nha, ghép cái mặt anh đồ trong ai thực sự luôn. Đéo nếu mà cho là bao tanh tiền là phải ghép cái mặt của anh bố của anh Quang vô. Địch cô mày mày tiễn chiêu, có thằng nào tiễn chiêu mà đeo kính không? Tiễn chiêu nào đeo kính? Đúng không? Cho thằng Nhiếm qua làm bên đây nè. Đó. Còn em làm tiễn chiêu mới đúng. Tiễn chiêu nào là đeo kính. Holy fucking shit. Thề mấy thằng này nó mặn thì thôi. Đây cái gì đây? Chết vãi lồn. Địt con mạm chết vãi cả lồn. Lồn gì đây? Sau cơn mưa trời lại sáng. Em địt con mạ xin tiền bốn. Từ đây về sau em chừa lắm rồi mấy anh à. Em điện mẹ cái miệng lồn. Cái miệng lồn đủ má mày. Cái con cặc gì nữa đây? Địt con mẹ mà đéo hiểu luôn á. Thề người không hiểu làm sao luôn kìa. Coi cái mặt kìa, mặt vậy mà anh em la béo. Mặt này là kiểu là mới ngủ thức dậy nên là nó sưng thôi. Gì đây? Con cặc gì đây? Đâu là câu nói của KATM khi đá với Ấn Độ? A em thề, B trời ơi là trời, C xúc D Ấn Độ, D đây rồi. Địt con mẹ mày, cái thằng lồn Nguyễn Lợi này hả? Mày địt mày ai là triệu phú à? Phải cà lồn thật. Địt con mẹ mày thề em thua cái group này rồi anh em. Thua. Địt con mẹ mày khùng quá rồi bô ơi. Thằng bô mày ghét nó khùng dữ lắm rồi. Cái gì nữa đây? Cảm quá trời. Sư Huỳnh à, cảm ơn em nha. Mới mấy câu đầu vô thôi mày. Ủa địt mẹ mày có ai donate đâu mà cảm ơn cái lồn gì vậy trời. Đủ má mày donate trong clip mà bô. Cái lồn má nữa. Thề tự nhiên mất Facebook xong là khùng luôn rồi. Mất Facebook xong là chạm dây luôn rồi. Anh em có thể cho em xin một like một subscribe được không? Người ta donate trong đây mày cũng cảm ơn lại nữa. Đéo hiểu luôn. Cảm ơn cái lồn mà. Địt con mày cảm ơn. Địt con mẹ mà đéo hiểu luôn em ạ. Đéo hiểu luôn địt mẹ cuộc sống. Mới mấy câu đầu vô thôi mày tình cảm quá. Sư Huỳnh à, tại sao có đồ nét đỡ? Tại sao vậy Hưng? Anh là người luôn mang đến tiếng cười cho mọi người. Anh Khoa à, anh Mạc Văn Khoa. Địt con mẹ mày thề. Mặn quá. Cặc gì đây? Địt con mẹ vãi cà lồn. Địt con mẹ mày hài vãi cà lồn. Có con cặc gì đây? Địt con mẹ mày ai vậy? Sao nhìn vãi cà lồn thật. Địt con mẹ mày thề với anh em có biết bao nhiêu cái ảnh đẹp. Thí dụ tụi mày ghép tao vô độ mấy mày chơi sông dông hay là chơi sông biến đi hay là chơi sông mất gì đi,
Ít con mày mà đéo hiểu sao cứ ghép vô chu bất giới vậy, biết khi nào tao có người yêu hả tụi mày? Trời ơi, cái con cặc gì nữa đây? Holy fucking shit, man. Mày mất Facebook nhớ mặt. À, cái thằng lồn đăng Cà Mau, địt mẹ mày, tại cái thằng lồn đăng này này, cũng cũng tại cái thằng lồn đăng mày là nó phá hết nè anh em mà. Đăng này nó phá quá. Từ Quỳnh à, có đồ đét đỡ. Chân thấy cô Chân buồn ấy. Mày anh không like mất Facebook nhớ mặt cười. Cái gì mày hù tao hả? Cái lồn má mày thách mà hack Facebook tao luôn á Đăng à. Mày tin tao hack địch mọa mày Facebook mày luôn không? Ngược lại không? Mày tin không? Mày tin không? Mày đụng nhập người rồi. Sư Quỳnh à, có đồ đét đỡ. Gà cầu em ơi, mày đụng nhập người rồi đấy. Sao dám reaction? Mày tin hack Facebook mày luôn không? Nói không tin đi. Đây ngay. Tôi không mày. Hack Facebook tao. Okay này. Ai á, chứ không phải em nha anh em. Ai á, chứ không phải em. Gặt gì đây? Sư Quỳnh à, có đồ đét đỡ. Mày ngu vậy. Giờ nick này à muốn mất luôn mày ngu, không anh? Mày ngu nhất cái mẹ đít mẹ mày ngu nhất đê la thành luôn. Mày ngu nhất đít mẹ ba miền cộng lại luôn. Mày đít mà mày ngu nhất cái đất Hà Nội. Mày ngu nhất đít mẹ thế giới. Đít con mẹ mày nhây quá cà lồn trời. Lồn mà chửi tao vậy? Đụ má. Ngày nào vậy? À chết mẹ. Anh Quang à? Anh Quang chửi vui á mọi người. Anh nói trời ơi, tưởng đâu ai, em tưởng thằng nào phát anh Quang à. Tại vì em chỉ vô vậy em không có thấy follow của anh, em không có thấy follow. Em xin lỗi anh Quang nha. Anh Quang à, xin lỗi anh nha. Bô và chiến mã mới và hành trình đi tìm lại Facebook địt mắt à, cái tin là mấy Facebook mày mất không anh Trần Đức Lương này. Không anh đùa Trần Đức Lương ơi, anh đùa. Anh cặc gì đây? Chỉ có làm chịu khó cần cù thì bù siêng năng, chỉ có làm thì mới có ăn, nhưng cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu buổi nhá, ăn cứt. Cái địt con mẹ mày group lồn này đéo hiểu luôn. Thề tụi mày mặn quá, uống nước mắm hay sao mặn như vậy? Mặn quá lồn thề. Đã từng có một mối tình chân thành vô bày trước mặt tôi, nhưng mà tôi không biết tôn trọng. Địt cơ quá. Cho đến khi mất đi tôi mới biết ăn năn thì không kịp. Nếu mà trời cho anh cơ hội lựa lại một lần nữa, thì anh sẽ nói với cô gái đó ba chữ này. Con mẹ mày. Cái lồn má mà edit cái này nó mặn thì thôi đúng rồi. Đấy, địt mẹ mà anh em thấy không? Khi mà có cơ hội mà nói lại ba chữ nữa anh em nhớ. Không kịp. Sư Quỳnh à, có đồ đét đỡ. Đây là tin nhắn spam. Con mẹ mày. Địt con mẹ mày thề. Đéo hiểu luôn. Đủ má, mày có thể nào mày ghép hai cái tay nó gọi là nó đẳng cấp được chút xíu không? Nó dày đi, hay là nó dày đi, nhìn nó đẳng cấp xíu đi, mẹ mày bóp vú long trợ thủ à. Sư Quỳnh à, có đồ đét đỡ. Đéo hiểu luôn, lấy địt mẹ bóp vú. Hello anh Bo, nhớ em không? Facebook anh đang dùng của ai vậy? Facebook của tao đang dùng của mẹ tao, đủ má tụi mày. Trời đất ơi, thôi em xin các anh. Sư Quỳnh à, có đồ đét đỡ của mẹ tao. Trăm năm kiều vẫn là kiều anh bô dô đối là điều tất nhiên. Cảm ơn em. Câu nhá. Trước là của Nguyễn Du, câu sau là em. Của thằng ngu Khoa Đình giấu bé ba. Cái địt mẹ mà cái thằng lồn bảo cun này, tao đang vui mà đừng có để tao khẩu nghiệp nha cái thằng lồn bảo cun. Thôi em xin anh đăng à, đủ má mày. Cái Facebook này là của mẹ tao nè, mẹ tao gọi là tao, mẹ tao nè, mày coi Facebook mẹ tao có cái gì đâu nè, bán hàng online. Rồi xong là nè, Facebook của mẹ tao có cái gì đâu, bạn bè nè, đủ má mày thích hack Facebook mày vô mày xem cầu, mày xem đường hay gì hả, mày xem cái gì, Facebook của mẹ tao có cái gì nè, mày mua cá không, hả, mày mua cá không, cái thằng lồn đăng, mày mua cá không nè, mày mua cá thì mày vô Facebook này mày mua cá đi, Facebook mà đéo có con cặc, đúng là cái cầu cá cha ở dưới miền Tây, nó, có đồ đét đỡ, mày địt mà mày phải ghép như vậy nó mới giống, anh bôi. Cái thằng lồn Nghĩa Trần Dương này đủ má mày nhanh với vậy mày. Đéo hiểu luôn á. Cái địt mẹ mày đéo hiểu luôn anh em à. Đề cay quái lồn. Cay quái lồn đề.